tổng diện tích 12.856 m², sắp xỉ gần bằng một mẫu 3 có 400 m² thổ cư, tiếp giáp mặt tiền đường đất đỏ lên đến 80 m, hậu dài 170 m, nở hậu ngoài 100 m. Chính chủ nhà vườn đang cần kêu bán gấp tại là kẹt nợ ngân hàng với tổng giá trị là 3.800.000.000. Xin mời anh chị xem hết video này để cảm nhận giá trị của miếng đất. Vâng, mặt tiền trước đất là đường đất đỏ lớn nha anh chị, xe hơi xe tải chạy né nhau, và giáp ranh với miếng đất ngày hôm nay là một cái vườn xoài đang cho trái. Chỗ này thuộc địa phận là xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cách khu nghiệp Bộ Hung là khoảng độ 4 cây số, chạy ra theo hướng Hoàng Chỉ Tây là khoảng độ 500 m, đụng ngay đường kinh Tây lớn gần đập chính của bờ hồ Dầu Tiếng nha, và đặc biệt là gần với núi Bà Tây Ninh là chỉ khoảng độ 15 cây thôi. Hổm rày thì Tây Ninh đang hot cái tượng Phật Di Lạc mới vừa hoàn thành xong nha mọi người. Thì anh chị có dịp đến thăm Tây Ninh thì hãy ghé thăm đỉnh núi Bà Tây Ninh, tượng Phật Bà và tượng Phật Di Lạc để tham quan. Trên đó không cảnh và không khí xung quanh rất là mát anh chị, giống như cái Đà Lạt vậy. Rồi, quay lại vấn đề chính. Trên màn hình anh chị đang xem, đây là quyển sổ của lô đất này nha. Hiện tại sổ đang nằm ngân hàng. Mà xin thưa anh chị thì chủ đang ngập ngân hàng rất nặng nha, cần bán gấp, cho nên giá bán ngày hôm nay đã tụt rất là nhiều so với thời điểm trước anh chị. Vị trí nằm tại xã Trà Là, huyện Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là nằm gần với khu nghiệp Trà Là là khoảng 4 cây, ra đường kinh Tây, đường kinh lớn bên ngoài anh chị là khoảng 500 m. Đấy là một số cái điểm nổi bật của lô đất này về vị trí, và chỗ này vẫn có dân cư nha. Tổng diện tích sử dụng đất là 12.856,6 m², thiếu còn khoảng 150 m² nữa là đủ một mẫu 3 nha anh chị, và đã có sẵn 400 m² thổ cư, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm khác, không có đất lúa trong đây nha. Tiếp theo bên đây là hình dạng thửa đất, và khi mà đọc lên cái diện tích chắc chắn anh chị cũng như Hoàng sẽ hình dung được là lô đất mẫu sẽ không bao giờ được cái thế mà vuông vức nha anh chị. Nhưng mà khi mà nhìn vào con sổ này mình thấy thế đất rất đẹp luôn đó. Hướng chính của lô đất ngày hôm nay quay về hướng là chánh bắc, và rõ ràng trên sổ cũng như thực tế bên ngoài nó nở hậu bẹt ra rất là nhiều. Cái phần mặt tiền tiếp giáp đường nó là 82 m, mà hậu đất nó ra đến 112 m, chị nở hậu gần 30 m. Hai cạnh dài xuống, một cạnh là 169 m, một cạnh còn lại là 133 m. Ngoài ra ở phía phần hậu đất nó còn dư một cục nhỏ xíu nữa chị, và ở bên ngoài vẫn còn như vậy luôn nha. Hiện tại trên nền đất này thì có sẵn 2 cái nhà, và với diện tích 400 m² thổ cư này thì thoải mái cho anh chị xây dựng công trình nhà cửa luôn nha. Và đây là bản đồ quy hoạch, chắc chắn mà khi về vùng đất thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh này, và đặc biệt là nằm gần với khu địch núi Bà Tây Ninh nữa, thì vẫn phải đảm bảo về vấn đề quy hoạch đúng không chị. Thì trên đây Hoàng đã xin được cái bản đồ quy hoạch ngay cái vị trí chính xác của miếng đất này. Hiện tại quy hoạch của miếng đất này là vẫn là đất nông nghiệp và đất trồng cây nha anh chị, không có quy hoạch công trình nhà nước hay là khu địch núi Bà Tây Ninh gì cả. Và nền đất của mình thì đã có sẵn là 400 m² thổ cư xưa lúc trước rồi, rất là giá trị luôn. Cho nên là miếng đất này đảm bảo về vấn đề là pháp lý và quy hoạch. Thứ hai nữa là nó cách núi Bà Tây Ninh một khoảng rất là an toàn. Thậm chí sau này thì vẫn được hưởng những cái tiện ích mà cái khu lịch núi Bà Tây Ninh đi vào hoàn tất đầu tư chỉnh chu nha. Rồi, đây là thực tế. Từ cái này dài xuống là 169 m. Mặt tiền là 82 m tới cái xe Hoàng đang đậu đấy. Mía cao su ha. Cải bên đây xuống 133. Và cuối cùng nở hậu ra là 112 m nha. Nở hậu hơn 30 m so với phần mặt tiền. Ở trong thì có 2 căn nhà luôn, một tí Hoàng sẽ quay 2 căn cho anh chị xem. Nền đất thì bằng phẳng và ngang với đường anh chị. Lô đất lớn, chung một sổ như thế này nữa có thổ cư là quá tuyệt vời rồi ha. Hiện tại Hoàng đang đi hết cái phần mặt tiền kéo dài 82 m theo đường đất đỏ này cho anh chị xem. Và cung đường này theo hiện trạng bên ngoài á, vẫn là đường thông anh chị. Trên sơ đồ quy hoạch là đường thông ra đường kinh bên ngoài luôn. Tuy nhiên thì hiện tại đường đỏ là làm hết vừa chiếm miếng đất của mình, còn khúc kia thì đường đất nó hơi gồ ghề nha, máy cày đi được và xe máy đi được, còn xe hơi của mình là vào vừa hết chiếm miếng đất của mình nha, tới miếng cao su này đó là mình đã đi hết được 82 m mặt tiền. Từ đây về xuống là 169 m nè, chém vườn xoài còn mặt tiền, từ đó cái dài qua tới miếng cao su này là 82, cạnh này theo miếng cao su dài xuống là 133, và hậu đất là 112 m nha. Nói chung là khu vực chung thì lô đất này nhìn rất là dễ nhìn luôn và hình dung. Phía trước thì có trồng một số loại cây dừa anh chị, số loại cây trái thôi nhưng mà đã suy rồi. Còn bên trong là có nhà như thế này. Hoàng đã bước vào bên trong căn nhà chính mà hiện tại chủ đang ở. Còn một căn nữa thì cho con của chủ nha anh chị, nhưng mà bán đồng lọt thì sẽ để lại tặng cho anh chị 2 căn nhà này luôn. Đó. Nhà này thì xây cũng đã lâu rồi, nhưng mà kết cấu công trình còn cứng nha,
mình tận dụng thì vẫn làm được lại căn nhà sân vườn, tường bọng thì ngon lành. Khu vực này thì chủ trồng một số loại cây ăn trái và hoa cảnh ở trong cái khuôn viên gần nhà này nè. Còn cái phần mà đất trống tiếp giáp mặt tiền đường đấy là hiện tại còn hoang sơ luôn, chưa sử dụng gì cả. Nói ra thì thấy nó hơi phí đúng không chị? Tuy nhiên thì cô chú đã lớn tuổi rồi, con cái thì đi làm ăn xa, cho nên là không có điều kiện canh tác trên cái miếng đất này. Chứ anh chị thấy đó, đối diện giáp ranh bên đây là nguyên một cái vườn xoài, xoài Đài Loan rất là tươi tốt luôn. Với diện tích đất này, nếu mà mình càng ra mặt bằng nè, rồi xới đất lên, trời chỉ trồng mì thôi là đã có giá trị kinh tế rồi nha, lên đến một mẫu 3 lần mà. Đây là cái góc ngoài lúc đầu Hoàng đứng đấy, mấy đường đó, mặt tiền dài vô trong đây là 169, cạnh dài nhất ha. Còn phần mặt tiền là 82, dài vô 133, sau đít nhà này nè, giáp đường cao su, và hậu đất là 112 m. Bây giờ Hoàng sẽ di chuyển xuống cái nhà phía dưới nha, cái nhà mà hiện tại là của con chủ đấy, để quay cho anh chị xem luôn. Như thế là khúc sau này cũng trồng rất là nhiều loại cây, cây này là cây tạp luôn nha. Đó, một số cây dừa xưa không có giá trị kinh tế nhiều. Nếu mà có bàn tay con người và đầu óc kinh doanh và trên đất này thì khi mà cải tạo lại đất này em nghĩ là cái độ màu mỡ nó vẫn còn nhiều so với cái hiện tại cái nền đất mà đang trồng xoài bên phải nè. Đó, giáp ranh đất của mình á, thì đất của mình còn độ màu mỡ rất là nhiều. Thì nếu mà đúng là canh tác thì 1-2 năm đầu Hoàng nghĩ là cây trái nó sẽ tươi tốt đấy. Rồi, Hoàng đang di chuyển tiếp tục xuống cái phần hậu đất. Anh chị thấy xa xa đó, đó là cái vườn cao su là ranh đất cuối cùng của đất mình rồi. Còn bên đây là ranh giới là trụ điện đó anh chị, đi thẳng vào bên trong để câu cho cái căn nhà này nè. Nhà này là của con chủ nha, nhưng mà đã thống nhất hết gia đình rồi. Khi bán là tặng luôn 2 căn nhà này cho quý anh chị khách hàng. Ban đầu clip thì Hoàng cũng đã thông báo rồi anh chị, tổng giá trị của miếng đất này là 3 tỷ 800 triệu và giá này thì vẫn còn thương lượng chính chủ nha. Chủ đã bớt ra rất là nhiều giai đoạn rồi. Đây có cái trụ nè, kéo dài giáp theo vườn cao su này lên đến 112 mét. Cạnh bên đây là 133, mặt tiền là 82 và cạnh Hoàng đang đứng là 169 mét là cạnh dài nhất nha, một đường thẳng. Bên đây thì vườn xoài, trong kia thì cũng có nhà luôn nha anh chị. Và nói gì thì nói, nếu mà anh chị có điều kiện khi mà xem hết video này thấy giá cả tương đối là phù hợp với tầm tài chính và nhu cầu sử dụng và đặc biệt là vẫn thích miếng đất này thì hãy thu xếp thời gian xuống Tây Ninh để Hoàng dắt cho anh chị đi tham khảo thực tế và anh chị có thể khảo sát giá cả thị trường một số khu vực xung quanh của lô đất này. Lô này thì Hoàng khẳng định là giá cũng tương đối rất là rẻ rồi để cho anh chị có thể mua đầu tư hoặc là làm cái khu nghỉ dưỡng của mình nha. Thế đất thì khỏi phải bàn là anh chị, rất là đẹp luôn. Thứ hai nữa là có sẵn cái thổ cư 400 mét vuông rồi nữa, rất là giá trị. Rồi cả cái tiềm năng mà ảnh hưởng của khu lịch núi Bà Tây Ninh, rồi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Sa Mát. Điểm xuống cao tốc là ngay cầu K13 đó. Từ vị trí đất của mình ra cầu K13 là cũng khoảng độ chưa đầy 15 cây nha. Đây là căn nhà ở phía trên nè, bây giờ Hoàng sẽ đi bộ ra phần mặt tiền cho anh chị xem. Cái lối đi này là bên đất của mình nha anh chị, còn ở bên trái đấy là cái vườn xoài là của người ta. Đây là cái lối đi mòn của nhà cô chủ và con của cô chủ nha, vẫn còn thuộc bên đất của mình. Nhìn cây cối nó hơi rậm rạp và hoang sơ như thế thôi, nhưng mà nếu mà anh chị về cải tạo mặt bằng, hạ hết một số loại cây nhỏ và cỏ rác ở dưới, chừa là cây dừa thôi, đó, đất của mình sẽ lòi ra cái mặt bằng rất là đẹp luôn. Hậu về ngoan, mặt tiền rất là dài, đường xá ngon lành và đất thì không có lỗ hang gì cả nha. Đây, vườn xoài kế bên của mình đang cho thu hoạch rồi đấy, xoài Đài Loan. Đó là tất cả thông tin lô đất ngày hôm nay mà Hoàng muốn chia sẻ với mọi người. Một lô đất với diện tích là còn khoảng 150 mét vuông nữa thôi là đủ một mẫu 3 400 mét vuông thổ cư, nằm tại xã Cha Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Một khu vực đúng chuẩn để làm khu sinh thái nghỉ dưỡng hoặc là đầu tư kinh doanh chăn nuôi, lập trang trại. Và cũng có thể nói là người thì càng ngày càng tăng lên, đất thì không sinh thêm. Vì thế dòng tiền mà bỏ vào động sản là an toàn nhất, và nhất thiết là phải mua đúng với giá trị thật và đúng cái thời điểm thực tế của nó, thì chắc chắn đây là một trong những cái thương vụ đầu tư rất là hời nha anh chị. Đó, mặt tiền là 82 m, dài xuống 133, hậu là 112, dài lên là 169. Bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu từ vị trí đất, xin mời anh chị cùng Hoàng tham khảo ra cái cung đường, đường ra chạy ra đường Kinh Tây gần với đập chính của hồ Dầu Tiếng và chạy về khu nghiệp Trà La, ra mặt tiền đường DT784 để cho mọi người cùng tham khảo nha. Đó, như mà hình chị đã thấy là kế bên đất của mình là cũng có khu vườn và nhà cửa, còn chạy ra khoảng đầu 200 mét như thế này, nhà cửa dân cư khá là đông.
Còn leo lên Kinh Tây thì nhà cửa quay mặt ra đó cũng tương đối nhiều nha mọi người. Ở khu vực này thì mình di chuyển ra khu công nghiệp Chà Là như Hoàng nói là 4 cây số, còn ra chợ Chà Là và ủy ban xã là khoảng độ 5 cây hoặc 5 cây rưỡi nha. Đó, đi chợ khoảng 5 cây rưỡi thôi. Còn đây, chị thấy đây là bờ Kinh Tây. Nếu mà mình chạy ngược về lại á, là ra đập chính của bờ hồ Dầu Tiếng nha. Còn mình đang chạy cái hướng để về khu công nghiệp Chà Là, một khu vực đường kinh rất là rộng và mát mẻ. Và chạy tới cái khúc ngã ba của cái đường Kinh Tây này nè anh chị, cái hướng mà rẽ nhánh theo cái màn hình anh chị đang xem nè, cái hướng này nè là chạy thẳng về cầu K13, đó là cái điểm xuống của giai đoạn 2 tuyến đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát nha mọi người. Đấy, mình chạy về đó là khoảng 15 cây theo cái đường Kinh Tây này. Họ Hoàng xin nói thêm một chút ít về vấn đề giá cả. Thì với 3 tỷ 8 mình chia cho 82 mấy mặt tiền đường thì giá trị một mét ngang và chỉ hơn 46 triệu đồng một mét ngang thôi anh chị. Với cái giá này so với tầm thị trường đất ở Bến Cầu và Châu Thành và Hoàng thường làm đấy thì cũng đã gọi là rẻ rồi nha. Với cái hậu lên đến gần 170 m, là gấp 3 lần những cái hậu đất bình thường. Thì ngày hôm nay về địa phận của huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh này và đặc biệt là đất view của khu lịch Núi Bà Tây Ninh nữa, cách khoảng 15 cây thì giá này rất là tốt để anh chị có thể là mua đầu tư luôn nha, chứ không hẳn là mua để xài để nghỉ dưỡng nữa. Bên phải của mình là khu công nghiệp Chà Là đấy anh chị. Cách lô đất của mình là chỉ có 4 cây số thôi, theo cái đường Kinh Tây đó. Còn phía ngoài là khúc giao nhau giữa đường DT784 nha. Đây là tuyến đường du lịch dẫn thẳng từ quốc lộ 22B, tỉnh lộ 19 rồi về DT784 như thế này. Nếu mà quý anh chị cô chú ở địa phận thành phố Hồ Chí Minh hoặc Long An và các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ thì khi mà đi du lịch Tú Bà Tây Ninh chắc chắn là sẽ đi đường này nha. Còn những anh chị ở Bình Dương, Bình Phước thì đi đường bờ hồ Dầu Tiếng nha. Đây là cổng sau của công nghiệp Chà Là nè. Và đó là tất cả thông tin ngày hôm nay mà Hoàng muốn chia sẻ cho anh chị cô chú trong video này. Những anh chị nào có nhu cầu mua, đầu tư, an cư hay bất kỳ nhu cầu nào khác về vấn này, xin hãy liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 098 1877 139. Và xin nhắc lại là thông tin lô đất này vẫn còn là thương lượng nha. Anh chị hãy gọi ngay với Hoàng sau khi xem hết video này. Chân thành cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin gặp lại trong video sau.